Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng phần mềm Camtasia để đổi chiều video. Thì để hiểu được đổi chiều video như thế nào, các bạn hãy làm theo mình. Các bạn mở phần mềm Camtasia lên. Các bạn nhấn Import Media để thêm video vào. Ví dụ mình lấy video này để làm thử cho các bạn xem. Mình chọn video, mình nhấn Open. Các bạn nhấn chuột phải, chọn Add to Timeline. Mình sẽ mở thử một đoạn cho các bạn xem thử nhé. Thì để đổi chiều video, các bạn làm theo mình. Các bạn chọn vào công cụ Visual Effect này. Các bạn nhìn qua bên tay phải này. Ở cái mục Rotation này. Các bạn chọn cái mục có chữ Y này. Các bạn thay đổi thông số ở đây cho mình là 180 này. Các bạn nhấn Enter này. Như vậy là mình đã đổi chiều được. Hai ông bà khi nãy ngồi bên ghế đá bên này, bây giờ sẽ chuyển qua bên này ngồi ha. Bây giờ mình thử play thử cho các bạn xem nhé. Thì đây là một tính năng nhỏ của Camtasia. Để cho các bạn làm mới video của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và theo dõi những video tiếp theo. Chào các bạn.